Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hồi 22 giờ ngày mùng 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 đã ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc, 105,5 độ kinh đông trên đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11 đến 10 giờ ngày 8 tháng 9, bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 103,9 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Bắc Bộ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km một giờ. Trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc rồi suy yếu và tan dần trên khu vực Thượng Lào. Hiện Hà Nội đã không còn gió giật mạnh và mưa to như chiều tối mùng 7 tháng 9. Trao đổi với báo chí lúc gần 23 giờ ngày mùng 7 tháng 9. Ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn thuộc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn gây ra sạt lở đất, lũ, lũ quét, ngập lụt tại đô thị đối với hàng loạt tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Hà Nội và các tỉnh Trung du, Tây Bắc Bộ giao hoàn lưu bão số 3 gây nên. Ông Dũng nhấn mạnh, từ mùng 8 tháng 9 tại các tỉnh thành Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, do đó nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa. Đồng thời từ nay cho đến ngày 9 tháng 9, trên các sông Thao, Lô, Cầu, Thương, Lục Nam và sông Hoàng Long sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động 1, 2 trên sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã, lũ mức báo động 1. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đã luôn duy trì cấp độ mạnh trong thời gian suốt đêm mùng 7 tháng 9, sau khi gió bão kết thúc, người dân vẫn phải cảnh giác cao độ khi hiểm họa về lũ quét và sạt lở đất vẫn còn. Lý giải về nguyên nhân bão số 3 duy trì cấp độ cao, ít suy giảm dù đã đổ bộ vào đất liền, chuyên gia Mai Văn Khiêm cho hay, theo hình ảnh từ vệ tinh, có thể thấy từ sáng nay, hệ thống mây của bão Iagi đối xứng và có tính chất bao trùm rất rộng lên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Với tính chất tốt như vậy, bão sẽ hội tụ, duy trì được năng lượng khi can quét đất liền dẫn đến việc giảm cấp nhanh rất khó, bão cần có thời gian nhất định trước khi tác động với địa hình và đi sâu vào đất liền để tiêu tán năng lượng. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, miền Bắc đã trải qua những ngày nắng nóng, đây là điều kiện giúp bão có nguồn năng lượng duy trì được cường độ mạnh. Theo chuyên gia Mai Văn Khiêm, nguyên nhân chính khiến bão số 3 duy trì cấp độ cao dù đã đi vào đất liền là bởi hoàn lưu bão rộng có tính chất hệ thống đối xứng. Sau đợt oi nóng ẩm ở miền Bắc, bão đi vào đã kết hợp với yếu tố khác khi dòng gió xoáy của bão có bối cảnh nóng ẩm, gặp mặt đệm, vật cản như ở khu đô thị thì tạo ra dòng gió thứ cấp, hút gió, tạo ra gió giật rất mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối mùng 7 tháng 9, vào lúc 20 giờ, tầm bão Iagi ở khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 105,8 độ Kinh Đông trên đất liền thủ đô Hà Nội. Sức gió mạnh nhất cấp 10, từ 89 đến 102 km một giờ, giật cấp 12, Lúc 22 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 9, bão số 3 còn mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, vị trí tâm bão ở trên địa phận thủ đô Hà Nội. Khoảng 23 giờ 15 phút, bão số 3 đã suy yếu, cường độ giảm còn cấp 8, tiếp tục đi về phía tây hướng huyện Phúc Thọ Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Quá trình di chuyển, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp và tan dần. Khi bão số 3 đổ vào Hà Nội, Gió quần thảo giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh khiến nhiều cây xanh ở thủ đô ngã đổ, đường phố tan hoang. Tại phố nhà thờ, Hoàn Kiếm Hà Nội, phố Phan Đình Phùng, tuyến đường Thụy Khuê Tây Hồ, nhiều cây lớn ngã chắn ngang đường. Khu vực đường Đại lộ Thăng Long giao với đường Lê Trọng Tấn, nước ngập sâu khiến xe cộ không thể di chuyển. Sau cơn mưa lớn kèm gió mạnh, khoảng 22 giờ, nhiều người dân bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, cây cối ngã đổ la liệt, nhiều cây ngã đè vào các cửa hàng quần áo. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, thống kê ban đầu của đơn vị, địa phương, bão số 3 đã gây thiệt hại về người và tài sản. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác ứng phó với bão số 3, tính đến cuối giờ chiều ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thành phố có 2 người thiệt mạng, 7 người bị thương do cây đổ, Quận Nam Từ Liêm có một người thiệt mạng, một người bị thương. Quận Hoàng Mai có một người thiệt mạng, một người bị thương. Quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng có 5 người bị thương. Ngoài ra, báo số 3 là một người ở quận Cầu Giấy thiệt mạng, 3 người ở quận Ba Đình bị thương, hư hỏng 6 xe máy, 13 ô tô, 13 ngôi nhà của dân bị tốc máy, sập đổ một số tường bao, hư hỏng công trình thủy lợi, gây sự cố mất điện 17 trạm bơm, 15 xã của huyện Thanh Oai bị mất điện, Bão số 3 làm đổ gần 6.145 hecta lúa, gần 16 hecta rau màu, 2,2 hecta cây ăn quả, úng ngập 47 hecta lúa, 26,5 hecta rau màu. Đặc biệt, bão số 3 gây thiệt hại lớn về cây xanh với 2.455 cây đổ và 273 cành gãy. Trước đó, tối mùng 7 tháng 9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu các sở xây dựng, giao thông vận tải, công thương, công an thành phố Hà Nội bộ tư lệnh thủ đô và tổng công ty điện lực hà nội tập trung xử lý thông đường giao thông sau bão khôi phục cấp điện phục vụ tiêu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân thủ đô thường trực thành ủy hà nội cũng đã yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện phải huy động tối đa bảo đảm có điện cao nhất và khắc phục sự cố nhanh nhất duy trì cung ứng điện khi có mưa lũ xảy ra đặc biệt bảo đảm điện phục vụ cho các công trình tiêu úng thoát lũ các địa phương, đơn vị theo dõi sát tình hình bão lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn. Theo Tổng cục khí tượng thủy văn cho biết, bão đã đi vào đất liền, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó, vùng trọng điểm là Quảng Yên, Bãi Cháy, Cát Bà, Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Các quận huyện An Lão, Tiên Lãng, Hải An, Đồ Sơn của thành phố Hải Phòng. Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, bão số 3 đã làm năm tàu xi măng, một tàu gỗ lại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở tỉnh Quảng Ninh. 146 cây xanh bị đổ, trong đó Quảng Ninh là 100 cây, Hải Phòng là 46 cây. Hai cột điện hạ thế, một trạm biến thế bị hư hỏng tại Hải Phòng. Các huyện Cẩm Phả, Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh mất điện diện rộng. Cùng với đó, nhiều bè nuôi trồng thủy sản của người dân, dây nuôi hàu bị sóng gió đánh trôi hệ thống cây xanh trên các trục đường chính tỉnh lộ 334 bị gãy đổ. Nhiều mái tôn của nhà người dân, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông bị gãy đổ. Toàn huyện đảo Cô Tô bị mất điện, 30 điểm dây điện bị đứt, mất kết nối hệ thống các quang mạng viễn thông. 6 tàu tại khu vực Âu Tàu bị đắm, khoảng 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn. Chưa có nhà bị sập, hơn 80 cây xanh trên đường bị gãy đổ. Tại thành phố Hà Nội, từ sáng mùng 7 tháng 9, trên địa bàn đã có mưa to đến rất to, kèm rông gió mạnh. Mưa to, gió lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, tính đến chiều mùng 7 tháng 9, đã có 7 người bị thương vong do cây xanh gãy đổ. Cụ thể, tại quận Hoàng Mai, có một người bị thiệt mạng là chị LTT sinh năm 1983 và một người bị thương là anh Hoàng Sĩ Long sinh năm 1992. Tại quận Hoàn Kiếm, ghi nhận 3 người bị thương và quận Hai Bà Trưng có 2 người bị thương. Mưa to gió lớn cũng gây thiệt hại lớn về tài sản. Cụ thể, tại quận Hà Đông, một xe ô tô 4 chỗ và một xe ô tô khách bị hư hỏng do cây xanh gãy đổ. Trong khi tại quận Hai Bà Trưng cũng ghi nhận một xe máy hư hỏng. Về tình hình cây đổ, cành cây gãy đổ, theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh Hà Nội, hiện đã ghi nhận có 402 cây đổ cành gãy, trong đó số cây xanh bị đổ là 200 cây. Tại các địa phương cũng đã ghi nhận nhiều thiệt hại do bão số 3. Đơn cử như tại huyện Hoài Đức, một số cột điện bị gãy đổ làm mất điện khoảng 2.517 hộ gia đình. Tại thị xã Sơn Tây, 4 cột điện bị đổ, 3 hộ dân bị tốc mái, nhà lợp tôn, một chuồng bò bị sập mái. Trong khi tại huyện Thanh Trì cũng bị gãy đổ một cột điện, 252 hộ gia đình mất điện đã được cấp trở lại. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình cho biết, có gió mạnh lên giật cấp 9, cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Mưa nặng hạt kèm gió liên tục giật lên từng hồi. Ở khu vực biển huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình, tại khu vực biển Đông Châu, huyện Tiền Hải, nhiều tròi canh ngao đã bị đổ sập. Những hàng dừa ven đê chắn biển cũng nghiêng ngả trước gió giật mạnh. Với cường độ rất mạnh, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà trong thời gian bão đổ bộ. Ven biển tỉnh Nam Định cũng có gió giật mạnh. Nhờ có sự chuẩn bị từ nhiều ngày trước nên tỉnh Nam Định chưa có thiệt hại do bão số 3 gây nên. Trước đó, lãnh đạo thành phố Nam Định đã kêu gọi hỗ trợ di rời hơn 1.000 người dân khỏi các khu tập thể, trung cư cũ đã bị xuống cấp để đến những nơi an toàn. Nhiều nơi trên địa bàn Thanh Hóa có mưa to, gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão số 3. Tại xã biên giới Pù Nhi, huyện Mường Lát, gió giật mạnh làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà dân. Đối với tỉnh Thanh Hóa, việc đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét là rất quan trọng, đặc biệt là tại 11 huyện miền núi, vì địa phương đang có hơn 6.000 hộ dân đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Tại xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đã có một trường hợp tử vong do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa to, gió giật mạnh, khiến một cây bạch đàn trồng bên đường đổ đè vào người dân đi qua do ảnh hưởng của bão số 3, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã làm thiệt hại 108 ngôi nhà tại huyện Trấn Yên, Văn Trấn và Văn Yên. Trong đó, 20 ngôi nhà phải di rời người và tài sản để đảm bảo an toàn và 88 ngôi nhà bị tốc mái, gần 78 hecta diện tích nông nghiệp bị thiệt hại, 105 con da cầm bị chết gãy đổ nhiều cây xanh, cột điện và các pano biển báo trên các tuyến đường huyện. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội, cơn mưa rông do ảnh hưởng của bão số 3 vào chiều mùng 6 tháng 9 gây ra 11 vụ tai nạn do cây đổ. Tại quận Hoàng Mai, cây phượng đổ trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt đè trúng hai người đi xe máy. Chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng cùng người dân đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Công an quận Hoàng Mai xuất một xe cứu nạn cứu hộ đến hiện trường triển khai đưa người bị thương đi cấp cứu, cắt cây đổ để tránh ảnh hưởng đến giao thông. Tuy nhiên, do thương tích nặng, một người không qua khỏi, nạn nhân còn lại đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, do gió và mưa lớn, khoảng 15 giờ cùng ngày đã xảy ra sự cố gãy, đổ cây trước cửa nhà số 11, Hàng Cá, phường Hàng Đào. Qua xác minh ban đầu, ba người bị cây gãy, đổ vào người bị thương. Lực lượng chức năng đưa ba nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Sanh Pôn cấp cứu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các phương tiện không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng xét. Người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh. Những loại cây dễ đổ là loại cây có dễ chùm như sa cừ, muồng, vân vân. Người dân cũng nên cẩn thận với các khu vực có công trường thi công nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn. Trong bản tin sáng mùng 7 tháng 9, Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Mỹ đưa ra một dự báo không mong muốn. Bão IAG, tức bão số 3, sẽ suy yếu rất chậm trong khoảng 6 tiếng kể từ khi đổ bộ, lúc nó đi qua đường bằng Bắc Bộ của nước ta. Sự suy yếu rất chậm này là do cơn bão có thể gặp hiệu ứng đại dương nâu, cũng có khi được gọi là hiệu ứng nước nâu. Đây là một hiệu ứng đặc biệt, ít khi xảy ra và rất nguy hiểm. Theo cơ quan khí tượng Vương quốc Anh, hiệu ứng này để chỉ tình huống khi một cơn bão gần như giữ nguyên sức mạnh hoặc thậm chí còn mạnh lên khi đi vào đất liền. Như vậy, hiệu ứng này là trái ngược với hành vi của những cơn bão thông thường là suy yếu nhanh sau khi đổ bộ. Chính hiệu ứng này đã khiến cơn bão Ida năm 2021 giữ nguyên cấp độ là bão mạnh trong hơn 8 giờ kể từ khi nó đổ bộ lần đầu tiên vào Louisiana của Mỹ. Theo Dịch vụ Khí tượng Quốc gia NWS của Mỹ, được đăng trên trang San hầu hết các cơn bão có được năng lượng từ nước biển ấm. Vì vậy, khi đổ bộ sẽ suy yếu vì mất đi nguồn nhiệt và độ ẩm, tức là năng lượng của chúng. Cho nên, với hầu hết các cơn bão, lượng mưa lớn nhất thường được ghi nhận vào trước hoặc khi bão đổ bộ. Vậy tại sao một số ít cơn bão lại gần như giữ nguyên sức mạnh hoặc thậm chí mạnh lên sau khi đổ bộ các nhà nghiên cứu khoa học đã chỉ ra ba điều kiện để tạo ra hiệu ứng này một là mặt đất rất ấm và có nhiệt độ tương tự ngoài biển nơi bão đã hình thành đi qua hai là mặt đất rất ẩm nên tương đối giống biển đây là lý do hiệu ứng này được gọi là đại dương nâu hoặc nước nâu độ ẩm cao trong đất khiến mức độ bốc hơi cũng cao đây giống như một nguồn năng lượng nhiệt cho bão gọi là nhiệt ẩn Ba là lượng nhiệt ẩn nó trên phải ở một mức độ nhất định. Như vậy, hiệu ứng đại dương nâu khiến bão giữ được sức mạnh lâu hơn sau khi đổ bộ, trút xuống lượng mưa nhiều hơn, có khi là mưa ở mức kỷ lục và rõ ràng sức tàn phá cũng cao hơn. Ngoài ra, theo tin bão mới nhất của Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Hải quân Mỹ, bão Iaji đã tăng tốc sau khi rời đảo Hải Nam. Hiện ước tính di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h, không có dấu hiệu nào cho thấy Cơn bão số 3 ở biển Đông sẽ chậm lại khi vùng không khí thúc đẩy ở phía trên Trung Quốc vẫn mạnh. Do đó, dự kiến bão số 3 Yagi sẽ đổ bộ gần Hải Phòng, Việt Nam trong vòng 12 giờ tới. Sau khi đổ bộ, bão Yagi sẽ sượt qua phía bắc Hà Nội, cuối cùng đi vào vùng phía bắc của Lào vào cuối giai đoạn dự báo. Theo dự báo bão của JTVC, do các điều kiện môi trường rất thuận lợi, bão Yagi dự kiến mạnh lên trong vòng 6 đến 12 giờ tới trước khi đổ bộ vào Việt Nam. Dự báo, bão số 3 Yazi tăng cường lên ít nhất 215 km h thậm chí cao hơn trong vòng 6 giờ tới, trước khi đổ bộ bờ biển Việt Nam. Bắt đầu từ sáng mùng 7 tháng 9, nhiều đợt mưa lớn kèm gió rít thổi liên tục trên khu vực phía nam cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, khiến nhiều thuyền, nhà bè bị thổi bay, nhấn chìm. Dù trước đó, ngư dân đã ra cố neo đậu đúng nơi quy định, nhưng với sức gió cấp 14, giật cấp 17 của bão Yaji, khiến lượng lớn thuyền, nhà bè bị thổi trôi trên biển. Nghiêm trọng hơn, nhiều ghe bị gió quật đứt neo, trôi đi hàng chục mét, sau đó bị đắm. Nhiều chiếc thuyền khi trôi đi bị va đập với các thuyền khác, gây hư hại nặng. Nhiều đồ đạc, tài sản trôi trên biển. Khoảng 10 giờ 15 phút, một người đàn ông trên cảng Cái Rồng dùng thuyền nhỏ đuổi theo ghe để giữ tài sản, nhưng bị gió bão giật rơi xuống nước. Chưa rõ tình trạng hiện tại. Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, 39 tuổi cho hay, các đợt mưa và gió giật diễn ra liên tục, cách 5 phút lại có một đợt mưa trắng trời, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Bất chấp gió bão, nhiều ngư dân cố gắng gia cố thêm các thuyền bè, điểm neo đậu chắc chắn. Một ngư dân chia sẻ, chỉ sau vài đợt gió và mưa lớn, một chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng tôi đã bị nhấn chìm giữa biển. Vợ chồng tôi chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì khác. Sau bão, không biết nhà sẽ lấy thuyền ở đâu để đi vớt lưới, đánh cá. Ngư dân Hoàng Chính Đức, 46 tuổi, chia sẻ Chúng tôi nhận được thông báo của biên phòng về diễn biến của bão số 3 và yêu cầu chúng tôi di chuyển tàu thuyền về đây để tránh trú. Khi bão đổ bộ, chúng tôi sẽ lên bờ để đảm bảo an toàn. Dù vậy, chúng tôi vẫn không thể yên tâm trước mưa bão ngày càng lớn, gió giật mạnh nên vẫn đứng trên bờ, dõi theo điểm thuyền neo đậu. Nhiều tàu thuyền dù đã neo đậu, đứng vững nhưng người trên thuyền vẫn đối mặt với nguy hiểm vì không có cách để vào bờ